Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại một cái rừng nho. What? Cái rừng nho là cái gì em? Cái vườn nho rất rộng lớn. Thuận. Cái gì vậy bà nội? Chị, sao chị cứ... Ê mà anh thấy cái tóc này là hợp với cái outfit của chị Thư hơn nè. Cái gì đâu có thích em đâu, đúng không? Thật ra là ban đầu em mặc bộ màu tím, nó nhã nhặn hơn, cái phù hợp với lại vườn nho. Khoan khoan. Nhưng em. Mà sao? Lộn cái chân tóc à, cái táp vậy à, tóc cam mà cái chân màu đen. Cái chân màu đen là tại vì em móc lai á mà móc trong từ trong da đầu em móc ra chứ tóc thiệt mà đúng không? Dạ rồi, mình muốn về đội của ai ạ? À? Từng người chia sẻ nha. Tất nhiên là nếu mà cho chọn đội thì Nam Thư sẽ chọn về với anh Đàm Vĩnh Hưng rồi. Trời. Chị không thích anh Hà hay sao? Anh Hưng dễ thương, ngoại thì đáng yêu. Chị thì chị thích dễ thương hơn đáng yêu, kiểu vậy thôi. Thì đường nào là chị cũng không thích anh đó. Cái gu mà người ta đừng có ép như vậy. Anh Pháp à, anh đâu có, anh có quyền lựa chọn hả? Anh có chứ. Tại chị thích anh Hưng rồi. Nhưng mà mình có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình thôi. À, thì nói chung là trước khi quay thì Pháp cũng có hỏi tham vấn Susu. Tại vì Susu là dẫn nhiều số rồi. Thì Susu tư vấn đó là nên chọn về đội của nhà đầu tư. Nhà đầu tư. Xin thông báo luôn cho tất cả các bạn cũng như đội chơi là ngày hôm nay á là sẽ có một nhà đầu tư khác mày. À đúng rồi, tao quên, xin kêu treo cờ trắng ngay từ đầu. Sao vậy? Vô thi mà kêu cờ trắng. Vậy là tập này có nhà đầu tư mới nữa hả? Có đây đầu tư mới rồi. Bây giờ tao nói hai đứa về đội anh cũng chết. Rồi vậy anh suy nghĩ vậy lại cho Su, để anh suy nghĩ lại. Tất cả mọi thứ sẽ được xoay chuyển trong cái tập này. Đó. Bây giờ sao? Bây giờ chia đội sao đây? Nè. Xím xầm đi. Xím xầm đi. Hai em xím xầm trước đi. Thôi đi. Thắng thì về thắng, thua thì về thua. Đúng đúng rồi. Rồi. Kéo búa bao hai bạn. Kéo búp. Rồi, chị Nam Thư thắng. Rồi, 1, 2, 3. 1. Máy. Mày đá gì? Tức bí mật. Đá gì hỏi. Mày đá gì? Anh dễ thương quá, mày đá gì? Sắp xếp, bây giờ ta không cho mày sắp xếp luôn. Mà tao ghét giờ. Cười câu mày. Mày xem coi nào là cuộc đời của đứa nào nó về đứa nào. Không phải cái gì mình thích là nó sẽ được được theo đâu nha. Ôi, ghét chưa? Thôi ngoài đừng làm tâm lý. Anh Hương chắc chắn thắng rồi, ngoài đừng làm tâm lý vậy. Quay hôm bữa giờ mấy số lần đầu tiên thấy ngoài có lập trường đó. Đương nhiên. Rồi, 1, 2. Ba. Ủa lại là thua. Thôi thua đi, mình trở lại đâu. Mình trở lại. Đợi mùa sau nha chị nha. Anh ơi. Anh ơi. Trời xanh không thương hai người nên bắt đầy xa cách đôi bờ. Em ơi, em làm anh nhớ cảnh anh đón con hay đưa con đi học rồi. Ngoại có chạnh lòng không? Thường thường nói nghe nè, mình nói rồi. Mình nói đây này, ngoại nói nghe. Con ít nhiều là con gái cũng có tiếng tăm trong showbiz mà đâu có xấu đâu. Ngoại. Không, anh Hưng nghĩ vậy thôi, hiểu chưa? Có con cái rồi. Ngoại đừng cấm cản. Hưng nó không bao giờ lấy gì ghẻ. Ngoại đừng cấm cản. Mà như vậy tay tay que bé sao? Trời ơi, cái gì vậy? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày muốn xin xong lại không? Ngoại đừng cấm cản con mà. Chia đội mà nãy giờ tưởng đâu bắt cóc con nít. Con gái con đứa trời là cô quan hỷ là về đội này không? Giờ em thấy sao? Không, cuộc đời chị thì có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Trời ơi. Cái gì? Buồn chơi đi. Xui quá. Bây giờ nè, đi chơi con muốn thắng hay không muốn thua? Không muốn anh Hưng. Bây giờ nè, bây giờ cứ quay xong đi. Khi mà đóng máy một cái là con cho con. Nhưng mà trong lúc quay nếu hai người một đội thì lúc đó về mới có kỷ niệm với nhau. Chứ còn đâu có muốn có kỷ niệm gì như vậy. Trời ơi trời. Anh số buồn lắm thơ vương. Cơn gió chiều chứ còn đâu có muốn có kỷ niệm gì. Trời ơi trời. Cái này nặng lắm đó. Không, con nói nó nghe nè. Dù ngoại với con kỷ niệm nó có xấu cỡ nào, hiểu chưa? Thì ngoại cũng là bạn thân của Hưng, hiểu không? Để ngoại sẽ xem nhé, kỷ niệm cái thùng con. Xe đều quá. Xe mà đúng xe luôn nha. Không phải chia sẻ đâu nha. Xe xe nè. Mình xe cái link của tập này, ngoại sẽ xe. Anh Hưng với chị Nam Hưng. Xe lỗ tai rồi đó. Rồi. Chơi đi. Rồi bây giờ hai đội chơi chúng ta đã có. Đội của ngoại Vũ Hà và chị Nam Thư. Và đội của anh Đàm Vĩnh Hưng và anh Võ Tấn Ba. Thôi vui vẻ không có wow vui. Trời đất ơi, đi vẫn không có một cái động lực gì để chơi luôn. Makeup ơi, có thể dặm phấn cho bé Thư được không ạ? Con bé này trời ơi, nó mê trai mà mặt tái ngém.
Ông bệnh đi. Làm rồi thôi, ông bệnh để làm... thời gian và làm... mắt cướp. Làm nội gián cho anh, làm nội gián cho anh nha. Có cái gì vậy trời? Rồi, mày đi qua bên kia. Đi qua bên kia luôn thì ba đứa chơi. Chập này một mình cần hết hả? Ngoài sân kịch. Mày đi qua đây luôn, mày đi qua đây. Thật ra con cũng chưa bao giờ có ý định đứng dịp phía ngoài. Rồi đó, thấy không? Quý vị thấy không? Tập nào cũng vậy hết trơn. 1.4 đúng không? 1.4 mà tôi vẫn thắng. Quay phim 6 cái mà hết 4 cái quay ở đây rồi. Một cái quay cảnh, một có một cái quay ngoài thôi đó. Đó. Ủa nãy giờ đâu có lấy hình ngoài đâu. Ủa vậy hả? Kìa kìa. Ủa nãy giờ tụi mày không biết là lấy hình tao hả? Vô đây nè mới thấy nè. Đó, kính thưa quý vị. Sống không ai thương hết trơn. Trong cuộc sống của con không ai thương con cả. Trời ơi quý vị ơi, khán giả hãy đổ lòng thương vào đây. Bên kia mất hết đi. Lấy đồ vào cho con. Ngoài được cái chuyện gì cũng dám làm ha. Rồi, kính thưa tất cả quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên trong chương trình Đá Nát Ẩm Thơ, với một trò chơi rất là mang ngờ. Đá Nát Vườn Nho. Trời ơi, đừng có quậy nữa. Chị về đây đi chị, về với đội của mình. Thì luật chơi của thử thách đầu tiên như sau. Trong vườn nho rộng hơn thang của chúng ta sẽ có rất nhiều nho. Tuy nhiên sẽ có hai chùm nho màu đỏ và hai chùm nho xanh mà là nho giả. Nó sẽ được lẫn lộn với nho thiệt. Và nhiệm vụ của hai đội phải tìm được hai chùm nho. Bây giờ đội mình chọn màu đi. Bé thích gì? Em thích màu xanh. Rồi anh nhận màu đỏ chưa? Rồi. Vậy em kiếm ra em đưa cho anh. Kính thưa quý vị, tôi là đội trưởng, tôi có quyền lựa. Lựa đấy à? Tôi thích màu xanh. Qua cái miệng ảnh mới được. Khó quá. Bởi vậy không ai chọn. Tôi sợ nó bị nó gãy bẫy mình á. Chốt. Màu xanh. Rồi màu xanh. Lá và đội của Đàm Vĩnh Hưng sẽ là màu đỏ. Thời gian dành cho hai đội xin được phép bắt đầu. Đi 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 đi. Nhớ màu nha. Mình màu đỏ đúng không anh Hưng? Đỏ nha cưng nha. Sao mà kiếm cho ra được trời. Ừ, cái nào cũng như cái nào à. Có đồ giả đồ thiệt nha, để ý kỹ nghe. Ồ, không thấy luôn. Ê, Thư đi đâu vậy Thư? Mà ác một cái vậy nè, trong cái vườn này nho là xanh xanh đỏ đỏ, chứ không có đỏ hẳn mà cũng không có xanh hẳn. Cho nên là cái việc mà hai đội lựa chọn sẽ rất là khó nha mọi người nha. Tìm có chiến thuật á chị, mình phải đi lên đi xuống. Ơi em, nãy giờ chị đi là chị ăn hay là chị chơi vậy? Chị ăn thì chơi. Ủa chị nhàn rỗi vậy hả? Chị không có động lực để chiến thắng luôn hả? Ủa mình có thời gian không? Có thời gian chị ơi, nếu chơi tới chiều mai hơi mệt à. Để ý kỹ kỹ vô là thấy rồi. Trong một cái vườn nho rất là rộng như thế này mà chỉ có 4 chùm nho thôi, 2 màu xanh, 2 màu đỏ. Ê Xu ơi. Hả? Anh bị tiền đình nó vô đây rồi. Bị rối luôn. Anh bị kiểm bị quán á. Bị qua mắt luôn đúng không? Ừ. Không, cái này là thiệt. Thiệt á, chạy vô đây kiếm thấy cái đầu. Ê, chùm này đỏ nè. Nho thiệt, nho thiệt. Hai mình chia rộng ra đi bé ơi. Cái chùm nho giả thì chắc chắn nó sẽ rất là dài, nó dài hơn. Ừ. Tại vì nó có một form mộng à. Giờ mà tụi biên tập nó cáo lắm nha, cẩn thận. Đánh cái tầm nhìn xa xa thôi, cái chùm nào mà màu đỏ nó lủng lẳng nó dài hơn cái chùm khác mà mình lệnh. Không dễ đâu, trời ơi tụi nó không biết. Nó treo lên cao lên đó em à. Nhìn chùm nào cũng như chùm nấy, nó rất là khó tìm. Rồi hồi nãy mình đi cái rau đó lên rồi, bây giờ mình phải đi ngược lên lại.
Ủa, cái này đồ thật thiệt không mà có giả đâu. Hiện tại thì đội của chị Nam Thư có một kế hoạch, đó là nếu mà đi cái len nào sẽ đi luôn, rồi sau đó vòng trở lại một cái chiến thuật rất là tuyệt vời. Hiện tại thì hai đội đang rất bất lực, chưa tìm được cái nào hết. Thật sự nha, chơi trò này xong lát về thành bà già luôn, đâu có đi thẳng được đâu, toàn đi giày không à. Chưa thấy luôn. Chưa thấy nha, rất khó nha. Rồi chị chưa tìm được cái nào luôn hả? Chị chưa tìm được luôn. Có khi nào chương trình mình quên treo không à? Trời, nho thiệt không à? Ủa, ngoại kiếm ra được chưa? Trời ơi, ở đâu ra? Thấy cái chùm xanh khó tìm hơn á. Ừ, xanh đỏ. Nó lẫn với lá. Nho xanh thì lá cũng xanh, nho đỏ cho mình nó nằm ở đâu? Đây, 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 đây. Không phải. Hey, chùm này rất đẹp. Thiệt không à? Chú có thấy đồ giả. Ủa, tụi bay giấu trên lá hay tụi bay treo lên vậy? Vạch lá tìm nho. Đây rồi, đây nè. Đây rồi, đây nè. Đa. Có rồi, có rồi. À, một chùm nho thiệt, thiệt, thiệt. Lâu lâu đánh động, đánh úp tinh thần của đội kia. À, một chùm nho thiệt. Đâu? Cái nào nho thiệt thì mình ăn hết. Yeah! Chúc mừng ngoại. Đội đầu tiên là đội tìm được chùm nho xanh, đó là đội của ngoại Vũ Hà. Tao biết mấy con này nó giấu ở đâu rồi, tao biết rồi nha. Sắp hết giờ nha quý vị ơi. Không biết màu đỏ chéo đâu không? Không biết màu đỏ chéo đâu không? Để đi kiếm cái màu đỏ, để đưa cho anh Hương. Yeah! Phải, đợi thì giống vậy. Tao lấy luôn. Ủa trời ơi. Trời ơi, đứa không 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 có đưa. Không đi, không đi. Không. Không có được, không được, không có cho. Nó toàn là vậy không. Đủ hai chùm chưa? Tao đủ hai chùm rồi nhưng mà tao lấy luôn màu đỏ. Ủa, đủ hai chùm thiệt luôn hả? Nghe. Phát, cô chị đang giữ một chùm màu đỏ. Em hãy tới lấy đi. Gì? Hai chùm đỏ đó, chị tới chị ôm lại nha. Ủa, tập này là tập của ngoại. À. Ủa, đâu có được, không 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 có được. Hai ở trên cây, không có được, không có được. Anh Hưng ơi, mình không có tìm được đâu. Anh Hưng ơi, là hai chân nhòi của ngoại nè. Cái gì vậy? Đâu rồi? Ủa? Cái gì? Người ta tính niệm được. Mày có lấy cũng không có tính niệm được. Đi kiếm đi, còn nữa mà. Không có hai chùm thôi. Thì đi kiếm một chùm nữa đi. À, chùm nhỏ vậy đó hả? Anh Hương ơi, đừng kiếm nữa. Ngoại đang giữ chùm màu đỏ rồi. Cái kỳ vậy? Vậy là bên đó hai chùm đỏ luôn hả? Chúng ta chỉ còn 30 giây cuối cùng. Rồi, mời hai đội ra ngoài. Và chúng ta đã hoàn thành được thử thách đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại coi là hai đội đã tìm được những cái gì nha. Xin mời đội của ngoại. Một chùm nho xanh. Công nhận chơi mấy cái này ngoại hay thiệt đó nha. Ủa ngoại, ngoại, đội của mình nãy chọn nho xanh. Nhưng mà tôi vẫn có quyền nhờ anh hái hoa đỏ. Đó là chơi chiêu. Có nghĩa là đội này sẽ hái luôn màu đỏ, để cho đội màu đỏ sẽ không tìm được nho. Và kính thưa quý vị, đếm. Đội của chúng tôi đang chứa chấp một con mỹ châu tái thế. Nó đem địch về nhà và nó tính cướp trên rằn mướp. Đây, mày là một cái con mỹ châu tái thế. Đâu, đâu. Người ơi, sao nói lời không hay. Nhưng thôi, ta
sau ngày mai. Ngày ấy chàng héo vết trên đường, áo lồng ngọc thiếp ghi dấu to tương. Không mà thấy thương anh Vũ Hà đó, coi như là cái tập này là một mình anh đấu với ba tụi em luôn đó. Thì đó. Năm Thư là tụi em cãi cấm vô luôn mà. Thì đó. Không phải đâu anh Tháo ơi, nói vậy cũng tội ngoài. Một mình ngoài đấu với cả chương trình. Kể cả ekip tài xế xe gì đó, mấy người phụ đó là đấu ngoài hết á. Có mình ngoài mình ơi đó. Rồi. Giờ mình có gì không ạ? À? Hái được nho gì rồi? Đây. Rồi, đây là nho đỏ. Và đây là nho xanh. Nói được không đưa được. Nói chung là mình người thiệt việc thiệt cho nên là mình chơi đồ thiệt thôi. Dạ, mua luôn nè, đồ thiệt luôn, bán được luôn. Công nhận khó thiệt luôn á. Hai cái nho này chỉ để cho Susu dùng thôi chứ không thi đấu được. Hết rồi nè, nói còn gì đó. Vậy thì bây giờ xin được phép công bố đội chiến thắng đã thuộc về đội. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa anh không, lúc mà từ nãy tới giờ là em kiểu như em tôn trọng anh, em đề cao anh lắm. Kiểu như là anh một cái tinh thần chơi rất là fair play. Thì đó, anh hái xong anh giấu em luôn á. Nó giấu cả đồng đội luôn. Để cho em biết rằng là nó cực khổ thế nào khi tham gia trò chơi này. Rồi em không ngờ. Bạn cố gắng mang chiến thắng về để làm cho em vinh dự. Ủa em không ngờ luôn đó. Trời ơi, đúng là anh lựa chọn xuất sắc. Tuyệt vời. Đấy, dự là đội trưởng của đội em cực kỳ là gian manh và giảo quyệt. Lừa luôn cả đồng đội để mắng xả đội địch, trong khi đội địch là một người vô cùng hiền lành. Chẳng may vớ phải một cái con nghị châu khốn nạn này, đem nho cho giặc mà tôi mà không ngăn cản được, phải là tôi lại thua một lần nữa sức mạnh cao. Thôi, bây giờ đây, kết quả cũng đã có rồi. Lấy đồ thiệt lại nè. Đây, đội của anh Đàm Vĩnh Hưng là được một xanh một đỏ. Đội của A Ngoại Du Hà cũng một xanh một đỏ. Và bây giờ xin mời chương trình sẽ tua lại giây phút mà anh Hưng tìm được cái nho đỏ để cho ngoại an lòng. Để thi hài này thi hài vô lai. Em hái nho nho nho. Cái gì mà trời ơi, trời tao lây mày, trời ơi, mày đi hái nho, mày đi hái chai vậy hả? Đâu ngoại, con đang đi kiếm nè. Trời ơi là không đi lo đi hái mà đi ôm trai. Thực sự khó kiếm quá. Trời đất ơi, con cái con gái thấy không, khi mà nó lớn lên nó mà không có quản là chết. Sự thật đi, luôn chỉ có một. Thôi. Cha mày chết rồi, bởi tao mới nuôi mày. Chứ không có cha mày thì tao đập chết cha mày rồi. Nghe chưa? Đây là một mụ gì ghẻ. Và tôi xin phép được công bố phần thắng đã thuộc về đội của ngoại Vũ Hà. Bởi vì chùm nho này do chị Nam tôi tìm được sẽ trả lại cho cô chủ. Con thấy chưa? Rồi đội mình chỉ được có một chùm thôi. Con đừng có khóc, nước mắt của con nó không bao giờ nó rơi thành giọt đâu con ạ. À. Mà nó rơi thành dòng thì bên kia nó cũng chả đá đâu. Bây giờ con. Nè, bây giờ nè, mình thắng rồi mình thể hiện một cái gì đó. Ăn mừng chiến thắng đi. 1, 2, 3. Yeah. Đồng đội vô. Không, chị Thư, nó náo nhiệt lên, nó năng lượng. Mình chiến thắng đó. 1, 2, 3 lại hai ngoại ha. 1, 2, 3 Đem Vĩnh Hưng. Là đồng đội dữ chứ. Là có chị có chơi bên đó không vậy? Ủa em chị đang đứng đồng đội. Đúng rồi, làm lại 1, 2, 3 Đem Vĩnh Hưng. Thua sắp mặt. Trời ơi. Trời ơi. Bởi vì người ta nói gừng càng già càng cay. Càng già lắm đó hả? Già thăng luôn. Trời ơi, con rất là số 1. Con gài bẫy à. Rồi.